về chở đi ăn hủ tiếu. Ăn gì? Và bây giờ chương trình xin được phép bắt đầu. Một phần cơ thể để đưa đến một
chủ quyền cho đất nước Việt Nam. Và tiếp nối chương trình bây giờ, xin mời quý vị sẽ nghe một ca khúc được mang tên Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa, sẽ do ca sĩ Hà Châu trình bày. Chuyện kể rằng trước lúc người đi xa, bác muốn nghe một câu hỏi sầu nghiêng, nhưng không gian vẫn bốn bề. Lớn lên mẹ nghèo
dạt giường tre, đôi lúc lại ngủ quên nơi cháy hè góc bếp. Dòng đường cũng lâu lắm, nhiều khi nó chiếu đất mặt trời. Bây giờ bà tóc phong trần, tuổi 60 lại mơ được về ngủ bên trong mẹ. Vì sao? Bởi vì chưa nơi đó tự nhiên đông đưa nhịp đôi tiếng giống buồn. Mẹ ơi ồ ơi về đời bố bố về nghe
Dạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Liên tục chương trình bài hát thứ hai, xin mời quý vị cùng đến với một cái sức gồm hai bài hát về miền Tây và miền Tây quê tôi qua tiếng hát của Kim Sang. Tươi bao đời đuổi ta cũng lớn,
những lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. Dạ xin cảm ơn rất nhiều. Và liên tục chương trình xin mời quý vị cùng đến với tiếng hát của nghệ sĩ Văn Huỳnh Anh. Để liên tục chương trình cũng để thay đổi bầu không khí, và một lần xin gửi đến toàn thể quý vị bài ca cũ Qua Mùa Trắng sáng tác của Nguyễn Bình, và một lần xin mời quý vị thưởng thức. Tôi đưa đoàn chiến sĩ qua sông, được chỉ lái đò kể cho nghe những người con gái. Tôi hỏi người con gái ấy tên gì, chỉ vào cây hoa dài. Tôi hỏi hoa gì, chỉ nói hoa mùa. Oh,
vị rất nhiều. Làm
mắt xuống câu bình an. Lâu lắm rồi chờ nhau thương quá, em có nghe những lời người ra, giọt nước mắt khóc thay cho nụ cười, tình yêu đó dâng hiến cho hai. Giọt nước mắt khóc thay cho nụ cười, tình yêu đó dâng hiến cho hai người. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ để tiếp lấy chương trình, Bình Bập xin gửi tặng tất cả quý vị một sáng tác của cố nhạc sĩ Bắc Sơn, bài hát mang tựa đề Em đi trên cỏ non. Mời tất cả quý vị cùng thưởng thức ca khúc này. Xin thầy cảm ơn. Bạn chân em
chưa qua mấy phút xong chưa được nhìn trôi vẫn chiều hôm. Em chưa yêu hoài thành khi mà em chưa nghe trái tim em rung động. Vợ mẹ đời cha thương lắm như ruộng đời phù sa. Vợ mẹ gặp cha thương lắm như ruộng ngập phù sa. Vợ mẹ đời cha thương lắm như ruộng đời phù sa. Xin thật là cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Vừa rồi là hai cái khúc cho mình đọc là món quà gửi tặng tất cả quý vị. Và bây giờ để tiếp tới chương trình, mời tất cả quý vị đến với một tiếng hát rất dễ thương, cô ta rất là nổi tiếng qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Bích Phượng. Một tràng pháo tay tất cả quý vị. Xin cảm ơn mình Ngọc. Dạ, Bích Phượng xin kính gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng. Và như hồi chủ hồi đầu thì chương trình đã nói chủ đề hôm nay là chúng ta sẽ kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ. Cho nên hôm nay Bích Phượng xin dành một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Mời quý vị cùng nghe bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu. Mùa hoa
Dạ, xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và đến với sân khấu Thạch Cát Bích Sơn thì chúng ta sẽ không bao giờ thiếu những ca khúc của nhạc sĩ Trúc Sơn. Bây giờ thì Bích Huyền xin mời quý vị sẽ nghe một ca khúc được mang tên Còn Nghe Thương Thầm. Thank you.
giờ chúng ta xin chào đón xin chào đón nghệ sĩ Khánh Tuấn bằng một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào cô chú và các bạn trong buổi tối hôm nay. Để tiếp tục chương trình theo lời giới thiệu của ca sĩ Quyết Phượng, hôm nay sân khấu Đền Tam Bác Sơn sẽ hát những bài hát tôn vinh và nhớ ơn những chiến sĩ đã hy sinh ngày thương binh liệt sĩ. Trên để tiếp tục, Khánh Tuấn sẽ hát một bài hát nói về thương binh của một người em, mà người em đó vừa cút vào sáng nay, một sáng tác của Lê Hùng. Bài hát được mang tên Giữa Chiều Phú Quốc. Kính mời quý vị đại biểu cùng quý vị cùng lắng nghe. Xin cảm ơn. Thank you.
ông thì thầm khấn nguyện. Phú Quốc bây giờ đẹp lắm nằm đội ơi. Máu xương của bạn bè đồng chí gửi lại nơi đây đã điểm tô rạng ngời thêm cái tên Phú Quốc. Non nước đã đẹp xinh nay thêm tự hào trang sử thắng để sớm bước chung dài cùng đất nước Dương. Cô chú và bạn lắng nghe xin cảm ơn đi nhiều.